hôm nay mặt trời mọc hướng đông, em muốn đi shopping. Nhưng mà anh chưa lấy lương. Mua. Sếp ơi cứu em. Ủa hai cái con này. Thôi dẹp đi. Đừng xa em đêm nay khi buông trăng qua hàng cây. Ai ốt mà. Coi thôi Miên, người nghe sẽ làm ngược với suy nghĩ hiện tại. Vô làm vài cái túi luôn vui tươi đi anh. Em cứ mua luôn cả cái cửa hàng cho ăn. Thôi, em không thích mua nữa đâu. Không được, em bắt buộc phải mua. Anh đang thừa tiền. Thằng đây anh, quên hết 2 triệu. 2 triệu của anh. Hả? À? Sệt đúng là đồ dối lửa. Sệt đúng là hàng phẩm. Đứng lại cô em. Anh chị muốn gì? Mắt có hôi không? Đưa người Pháp. Chị ơi, làm ơn ngửi hồi em cái mắt. Thôi, chị không có nhu cầu. Tên hùng thủ lách khu, ai mà muốn ngửi. Hay ốt đi mà. Thơm quá, thích quá.